Thôi mà nó chặt cái chân rồi thôi. Nó dòm lại đây rồi. Chơi. Chơi. Từ 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 đừng gấp gáp. Nó tính là đập đầu chết cho rồi. Bẻ không con nãy nữa. Bảo đảm có trứng không ạ? Không, không bỏ cái đuôi đi, không bỏ cái đầu. Rồi, tới khúc cá nè, lội đưa đưa kìa kìa. Nó dồn lên đây rồi. Trời. Máy lại quay đây là thấy luôn không? Đó. Con mới bữa nay không có điện vào quá. Chọn cái con biển bự kìa. Đó. Từ từ đừng gấp gáp. Lọt ngang con rồi đó. Rồi trở lại con chơi thấy gì đó. Cái nó còn cá giò không làm gì mà hết cá giò được. Này mới xịt lại còn như nữa không? Chợ thấy gì nhóc đó chứ. Chịu hay chịu. Cái gì đó, chịu hay chịu người dễ hả? Cái dồ vuông này mình con hơi gông, mình con hơi vuông, hơi gông, hơi không hay nè. Hơi gông nè. Cái lớp da đen đen ở trên lưng á, sạch sạch là nó không hôi. Chỗ đó con cá bự nữa đó. Tới cậu ơi, vớt nó nhồi để hồi đi. Trời ơi, con biển bự đó đó. Đó, trời ơi, con biển kìa. Quá trời ơi. Vô rồi, vô rồi. Để im đi, đừng có tới nữa, còn nhóc hết trơn á. Tới đàn cá con biển đó kìa. Ừ. Cá con biển bự kìa. Nó nó tính là đập đầu chết cho rồi. Tới tài cả. Ồ, nhóc hết trơn, dạo dạo được hai con kìa. Vớt cá của biển, còn mấy cá bự còn đó đó. Rồi kiếm cái gì? Ờ, cá cho chơi chơi. Quá dữ quá dữ. Thì con đó béo béo ngậy luôn không đằng. Béo hơn con nãy nữa đó. Rồi nó vừa thọt tay đó rồi bóp một cái. Bảo đảm có trứng luôn đó. Ông bở cái đuôi đi, con bở cái đầu. Cá nó uống mềm trời. Cá nó chắc có trứng quá phải không? Anh xui. Cá này mà mới vừa chút nước xuống ha. Sao vậy? Cái này cái kia nó không còn nhưng mà mấy con cá đó sao năm sau nữa nó bự chà bá không. Ồ, nó gom đây ha. Cái gì nhảy nha, người ta cho cái dừa, cái phi, cái